Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Ra Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em về được một ít kiều dệt tôm rong của con tôm. Kiều dệt tôm rong của con tôm thì cực kỳ nổi tiếng rồi và đặc biệt là rất quý hiếm. Kiều dệt thì nằm trong top những loài lan quý và đắt tiền nhất Việt Nam hiện nay. Đó. Và thằng này cũng là hàng cực kỳ hiếm, lâu lâu mới có thôi. Đó, thì hôm nay em có về được cỡ chục phần thôi. Đó, thì em đăng clip lên cho các bác, các anh chị có nhu cầu mua thì nhắn tin tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Em là Đại. Đó. Thì em chia sẵn ra 10 phần rồi, tất cả các phần đều bằng nhau. Đó, ví dụ phần nào dài thì nó bù trừ cho cái phần ngắn. Đó, đều nhau hết rồi, rất là đẹp, mọi người cứ yên tâm. Đó, và em báo giá luôn, một phần là có giá 300 ngàn nha mọi người. 300 ngàn cho phần kiều dệt tôm rong cực kỳ quý hiếm. Đó. Thằng này thì lâu lâu mới có thôi. Mọi người chỉ cần nhắn tin họ tên, địa chỉ mọi người nhắn rõ ràng tí nha, kèm theo số phần kiều dệt muốn mua. Đó, cứ một phần là 300 ngàn, một phần là 300 ngàn. Đó, mọi người cứ xem. Đó, và em bán theo phần nữa nha, bởi vì thằng này nó không có nhiều đâu. Đó, đây hoa, cái hoa của kiều dệt thì rất là đẹp nha mọi người. Chưa biết mặt hoa thì có thể lên Google search. Đó, thì thằng này về thì mọi người có thể trồng trong các giá thể là chậu than nha, rất là ok. Em trồng mấy chậu trong vườn phát triển rất là khỏe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Mọi người nhanh tay nhắn tin nhé, cái mặt hàng này chắc sẽ sớm thôi, sớm hết thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.